Những chặng đường chiến đấu của Thượng tướng Nguyễn Trơn. Nhiều tác giả. Giọng đọc Hải Yến. Số 17. Qua mỗi câu chuyện trên đường đi anh kể, tôi rút ra được rất nhiều điều. Đi ngang qua khu cấm rơi Quế Sơn, anh nói: tuy nó thấp thế mà chật vật lắm ta mới chiếm được. Trong trận này có cậu dùng B-72 bắn cháy trên 10 xe tăng cơ đấy. Tôi thầm nghĩ, tháng 8 năm 1965 mà có vũ khí hiện đại như hôm nay, chắc chắn máy bay trực thăng và xe thiết giáp của sư đoàn 3 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ bị bắn cháy, bắn hỏng nhiều hơn nữa, sẽ tạo cho trận Vạn Tường một bãi sắt vụn khổng lồ, chiến thắng còn to lớn hơn nhiều. Nhân câu chuyện, tôi tìm hiểu ý định tiến công vào thành Đà Nẵng. Sư đoàn trưởng trầm tư, chậm rãi nói: trung nhất là đột phá, tiến công trong hành tiến. 11 mục tiêu, trong đó có 4 mục tiêu chủ yếu là sở chỉ huy quân đoàn 1, sân bay Đà Nẵng, tòa thị chính và căn cứ hải quân, mà theo mệnh lệnh của cấp trên, sư đoàn 2 phải đánh chiếm cho bằng được. Anh lệnh cho trung đoàn trưởng Phạm Xưởng và chính ủy Lê Lung, trung đoàn 3 ra, thần tốc tiến theo trục đường số 1, trung đoàn 31 do các anh Tiệp và anh Cẩn chỉ huy tiến theo trục đường sắt, trung đoàn 38 do các anh Thí, anh Thủy chỉ huy, có anh Nã đi theo, phát triển theo hướng đông, đánh vào non nước Sơn Trà. Lực lượng tăng, pháo trực thuộc hành quân chiến đấu sau trung đoàn 3 ra. Sư đoàn trưởng đi với đội hình chủ yếu. Toàn sư đoàn triển khai chiến đấu với khí thế áp đảo quân thủ. Mọi người trở nên thông minh hơn, hoạt bát khẩn trương hơn. Mệnh lệnh cấp trên được cấp dưới thấu hiểu rõ ràng hơn, chấp hành kiên quyết, khẩn trương, chính xác hơn. 19 giờ ngày 27 tháng 3, tôi chia tay anh, chuyển qua đi với đội hình cơ quan sư đoàn. Anh nhắc tôi, sáng 28 tháng 3, anh đi với trung đoàn 3 ra cùng anh Phạm Xưởng, anh Lê Lung. Nhớ là khi đến tuyến Cầu Đỏ, dù khó khăn, thương vong, tổn thất, cũng phải bám trụ bằng được, tìm cách ghi lại, trụ lại, tuyệt đối không được giãn ra, sẽ mất thế, dẫn đến hao lực, khó tạo lại thế được đấy. Nói xong, anh vỗ vai tôi thân mật và chia tay. Hòa trong dòng quân tiến bước rầm rập. Đêm cuối tháng không có trăng, sao răng đầy trời, càng về khuya mưa rơi càng nặng hạt. Hành quân xa mang vác nặng, chiến sĩ ta ướt đẫm mồ hôi. Hơn tháng nay cả sư đoàn liên tục chiến đấu, vừa đi vừa ngủ gật, làm sao cho kịp thời gian tác chiến để có mặt tại địa điểm quy định theo mệnh lệnh chiến đấu của người chỉ huy. Bao năm rồi tôi vẫn không quên hình ảnh anh Nguyễn Trung Thắng luôn cầm chiếc gậy trong tay, đôi kính cận buộc chặt vào cổ, bước đều chậm rãi, dò dẫm từng bước chắc chắn, lúc nào cũng bám sát đội hình. Mờ sáng ngày 28 tháng 3, đội hình đi đầu đã đến ngã ba Hương An. Trung đoàn Ba Gia chưa vượt lên được, đội hình phải triển khai tạm dừng. Chỉ có các đồng chí chỉ huy là hối hả đối chiếu địa hình, nghiên cứu thực địa để triển khai đội hình. Còn phần đông tranh thủ hạ ba lô, tìm vị trí thuận lợi, tranh thủ ngủ. Trong phút chốc đã có tiếng ngáy khò khò, thật ngon giấc. Chúng tôi đến phía nam cầu Bà Rén để đến sở chỉ huy trung đoàn Ba Gia. Dường như địch đã đánh hơi được cuộc di chuyển đội hình của sư đoàn 2, nên cho mấy chiếc máy bay trinh sát vè vè bay lượn trên bầu trời. Chưa qua sông được, cả trung đoàn ém quân chờ đợi ở phía nam cầu. Buổi chiều, địch huy động hai chiếc khu trục ném bom cầu Bà Rén nhằm ngăn chặn bước chân thần tốc tiến quân vào Đà Nẵng. Cầu cháy nghi ngút suốt cả đêm, buộc cả hai trung đoàn của ta phải vượt sông bằng thuyền.
gần 4.000 cán bộ chiến sĩ mang vác cồng kềnh, đường xuống khu vực sông lại khó đi, không có bến, chờ đợi rất lâu. Sốt ruột và không để mất thời cơ, tôi chen dần từng bước, lách đến bến, đã thấy đồng chí Trần Ngọc Yến, tham mưu phó trung đoàn, đang chỉ huy mấy chiếc thuyền đã vượt sông. Biết anh Yến là con nhà sông biển, có tài bơi lội, tôi bèn trao đổi với anh. Tốt nhất là anh thử lội qua trước, dò xem nông sâu thế nào. Anh Yến hăng hái lội qua sông, một lúc sau quay lại nói với tôi, nồng lắm, chỉ ngang lưng quần thôi. Hai anh em thảo luận và tôi đề nghị anh ra lệnh cho bộ đội lội qua sông, vì nếu chờ đi thuyền sẽ không bảo đảm thời gian tác chiến. Tôi vượt qua sông vội vàng để bám sát đội hình, vẫn ngoái cổ lại trách mấy người dân chèo đò. Răng mà sông nông lội qua được, không mắt cho bộ đội lội, có nhanh hơn không? Một người trong số họ vội vàng phân bua. Sợ các chú lội không quen, ướt át tội nghiệp, chứ chả có ý nghĩ nào khác. Tôi ân hận vì quá vội trách cứ nhân dân, nên cảm ơn các anh các chị chèo đò đã góp phần nhỏ bé vào chiến thắng. Qua khỏi sông, trung đoàn Ba Gia tiếp tục hành quân rẽ về hướng Đông Duy Xuyên để tiến về hướng Hội An. Đoàn quân đi trên đoạn đường nằm giữa khu đồn của Mỹ Ngụy. Trời tối không có người qua lại. Hình như bà con đã di tản trở về quê cũ hết. Xóm làng thanh vắng, không gian tĩnh mịch. Để rút ngắn quãng đường, chúng tôi đi theo góc phương vị. Những cánh đồng lúa trước đây nay đã bị bỏ hoang, cây cỏ mọc tùm. Phải lấy tay rẽ thành hàng lối mới đi được. Mờ sáng gặp một bộ phận của thị đội Hội An đang ở những chiếc lán làm tạm dưới các rặng cây. Qua chuyện trò mới biết, địa hình vừa đi qua toàn là trông mìn của ta đã bố phòng rất cẩn mật. Thật là may, mọi người đều an toàn vượt qua nanh vuốt tử thần. Đồng chí Sưởng hỏi thăm tình hình bên Hội An thế nào. Các đồng chí ở thị đội Hội An cho biết, trộn rộn lắm, nhận rõ tình hình, đêm qua đồng chí thị đội trưởng đã qua bên đó chỉ đạo tác chiến. Sau đó, chúng tôi chuyển qua bàn chuyện vượt sông Thu Bồn. Rạng sáng ngày 29 tháng 3, trong đội hình hành quân, bộ phận đi đầu đã triển khai xuống bến. Tôi thấy các đồng chí cán bộ tham mưu trung đoàn cùng đồng chí Trần Như Tiếp, đồng chí Trung, phái viên của quân khu cũng có mặt, đang tổ chức triển khai một số hỏa lực mạnh DKZ 12-7 bên này bờ để sẵn sàng ứng phó có hiệu quả cho cuộc vượt sông thần tốc. Khoảng hơn 100 chiếc thuyền lớn nhỏ đủ loại, cả chèo tay và có máy đẩy. Chỉ trong một giờ đồng hồ đã di chuyển toàn bộ trung đoàn vượt sông an toàn. Đội hình tiếp tục hành quân lên thị trấn Vĩnh Điện để tiến ra Đà Nẵng. Cũng có người thắc mắc, không hiểu vì sao lại vòng xuống hướng Hội An, vì họ chưa hiểu hết ý định chiến thuật của sư đoàn trưởng. Trên đường Vĩnh Điện Hội An, nào ba lô, áo quần, xác chết của lính ngụy ngổn ngang bừa bãi. Thì ra, trung đoàn 38 trước đó đã đánh cụm quân địch ở Vĩnh Điện và diệt quân tháo chạy ở Lai Nghi để dọn đường tiến quân ra Non Nước, Sơn Trà, trên một hướng của sư đoàn. Tôi đang đi giữa đội hình trung đoàn thì chính ủy Lê Lung truyền gọi tôi lên đi với trung đoàn trưởng. Vượt lên phía trước, tôi bắt gặp chiếc xe khách tư nhân hiệu Renault quay đầu đón tôi và một số cán bộ tiểu đoàn cùng hai khẩu đội hỏa lực. Cách ngã ba Trảng Nhật 150 mét, chúng tôi xuống xe đã thấy trung đoàn trưởng đang thảo luận hiệp đồng phương án tiến công một đơn vị thuộc sư đoàn 3 ngụy di chuyển từ núi Quế về Án Ngữ, ngăn chặn quân ta tiến đánh vào thành phố Đà Nẵng theo trục đường 1. Kẻ địch khá thâm độc, chúng bắt nhân dân sống vòng ngoài làm lá chắn. Nếu ta tiến công sẽ gây thiệt hại lớn cho dân. Càng về sau, lực lượng và tốc độ hành quân của trung đoàn tăng dần. Vì sư đoàn trưởng và trung đoàn trưởng đã chỉ đạo rất rõ trong hạ quyết tâm chiến đấu, vừa hành quân vừa tiêu diệt địch,
nhưng không được chậm trễ vì sự ngăn chặn bên ngoài của địch. Vừa hành quân bộ, vừa kết hợp trưng dụng phương tiện cơ giới, thuyền bè của dân, thực hiện chiến thuật mèo truyền con trong hành quân chiến đấu. Dưới một đoạn chiến hào ở lũy tre ven làng thôn Phong Lục, Điện Thắng, Điện Bàn, trung đoàn trưởng Phạm Xưởng trao đổi với tôi: "Có điện của anh Trơn." "Anh Điện chỉ thị như thế nào?" tôi hỏi lại. Anh Xưởng nói: "Anh Trơn chỉ thị 11 giờ trưa nay phải chiếm bằng được các mục tiêu chủ yếu ở thành phố Đà Nẵng, tuyệt đối không được chậm trễ vì chiến đấu dọc đường." Hai anh em thảo luận, tôi đề xuất phương án, anh Xưởng bổ sung và tổ chức thực hiện ngay, không đánh mà vòng tránh một số mục tiêu để bảo đảm đến 11 giờ trưa thực hiện được ý định chiến đấu của sư đoàn trưởng. Anh Xưởng chỉ thị cho đồng chí Thu, chủ nhiệm thông tin, triển khai cho bộ đội thông tin giải lộ tiêu theo tôi, rút hỏa lực DKZ và 12 ly 7 về đội hình hành tiến. Trong trường hợp này, đánh vào làng mạc sẽ gây thương vong lớn cho nhân dân, nên ta tổ chức vòng về phía Tây, chỉ cần để lại một bộ phận thu hút địch. Khi thấy ta đã bọc về phía sau, tức khắc địch sẽ tự tan rã. Chú ý liên lạc báo lại cho các phân đội tăng pháo của sư đoàn ở phía sau biết. Đội hình trung đoàn vận động qua cánh đồng trống, mới ra được khoảng 500 mét. Bất ngờ súng của du kích nổ loạn xạ. Anh em lầm tưởng lính sư đoàn 3 ngụy kéo ra, cả đội hình ẩn nấp, phải cử chiến sĩ dùng lá ngụy trang quay mấy vòng làm ký tín hiệu. Anh em mới không tiếp tục nổ súng. Suýt nữa quân ta bắn phải quân mình. Vượt qua cánh đồng, đội hình rẽ sang đường quốc lộ 1, tiếp tục tiến về Đà Nẵng. Cho đến lúc này, tôi đã hiểu và thầm phục ý định quyết tâm chiến đấu thần tốc táo bạo của người sư đoàn trưởng. Anh Trơn đã điều khiển các trung đoàn một cách chính xác và mau lẹ, thực hiện được chiến lược bao vây lớn, bao vây vừa và bao vây nhỏ, chia cắt từng mảng cụm quân địch, buộc chúng phải đánh theo ý đồ và cách đánh của ta. Không còn cơ hội để đối phó, đánh trả hoặc trì hoãn tốc độ chiến đấu của toàn sư đoàn. Đồng thời, thực hiện biện pháp chiến thuật, đánh nhanh, diệt gọn, không để lực lượng địch trên các hướng rút chạy về Đà Nẵng tổ chức ngăn chặn. Sự sáng tạo trong chiến thuật chính là vòng tránh để chia cắt từng mảng nhỏ, bỏ một số mục tiêu không đánh mà địch vẫn bị cô lập, tự tan rã như ở Hà Lam, Thăng Bình. Cho đến lúc này, nhiều người mới hiểu và thầm phục tài nghệ cầm quân và ý đồ chiến thuật của sư đoàn trưởng. Vòng xuống vùng Đông Duy Xuyên, qua Hội An, chọn hướng tiến công cho các trung đoàn tiến đánh hướng Nam thành phố là một đòn tiến công lợi hại, bọc sườn phía sau đội hình chủ yếu của địch. Có được những kinh nghiệm quý báu như vậy, anh đã chắt lọc, tổng hợp, đúc kết trong nhiều năm, nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch lớn mà anh đã trực tiếp chỉ huy chiến đấu, tiêu biểu như trận đồi tranh Quang Thạnh ngày 15 tháng 2, 1967, ở cương vị trung đoàn phó, rồi sư đoàn trưởng trong các trận vây ép đột phá tiến công cứ điểm 723 trong chiến dịch đường 9 Nam Lào tháng 3 năm 1971. Trận vận động bao vây tiến công liên tục Dương Côi, Kỳ Vĩ ngày 25 tháng 7, 1974. Trong chiến đấu, ưu thế về lực lượng là điều quan trọng, nhưng tài năng của người chỉ huy và bản lĩnh chiến đấu của bộ đội lại là những yếu tố hết sức quyết định. Vì vậy, có đông đến mấy, có trang bị rất hiện đại, nhưng bị thua về mưu kế và kém bản lĩnh chiến đấu, địch vẫn liên tiếp bị thất bại và thua đau. Đang miên man suy nghĩ để cùng các anh trong ban chỉ huy trung đoàn đối phó với những tình huống sắp tới, thì đội hình đi đầu đã đến chợ Miếu Bông, đột ngột gặp ba người lái xe đứng sẵn như đang chờ đợi. Tôi bước đến hỏi: "Xe của ai?" Các anh chạy đến báo cáo: "Chúng tôi là cơ sở của cách mạng, biết quân giải phóng tiến đến đây, chúng tôi đưa xe ra đón, nếu cần mời các anh lên xe." Chúng tôi cảm ơn
Sau đó đưa hai khẩu 12 ly 7 và hai khẩu DKZ giá sẵn trên hai xe đi đầu. Xe còn lại chở cán bộ chủ chốt tiến ra phía cầu đỏ. Trên bầu trời Đà Nẵng, máy bay vận tải C-130 thay nhau cất cánh, hạ cánh, vận chuyển các sĩ quan và gia đình tháo chạy bằng đường không. Cách Nam Cầu Đỏ khoảng 100 mét, chúng tôi bắt gặp một đoàn xe Jeep, xe đốt, có chiếc có hỏa lực gắn trên xe. Xe chở cán bộ chỉ huy dừng lại đi bộ, còn hai xe hỏa lực dừng tại chỗ và sẵn sàng nổ súng nếu địch chống cự và phản kháng. Tôi và anh Trương Hồng Anh tiến đến Nam Mố Cầu. Phía bên kia cầu, một số người và xe cộ ùn tắc đông nghịt. Khi họ tiến về phía chúng tôi hỏi: "Các anh dùng xe pháo quân sự đi đâu, ra nghênh chiến với chúng tôi phải không?" Một người trạc tuổi trung niên, tự xưng quý danh là Ngô Tất Thắng, rất nhã nhặn và lễ phép, đến thưa và báo cáo: "Dạ, thưa cán bộ, chúng tôi vào Sài Gòn." Chúng tôi không trả lời, cũng không chất vấn làm gì, bụng thầm nghĩ: họ không hiểu gì về chiến sự cả, chắc chạy đường không không được, thì nhân viên chính quyền ngụy và đồng bọn tính đường liều di tản bằng đường bộ, đánh bài chuồn vào Sài Gòn. Tôi nói: các anh dẫn đường đưa chúng tôi vào giải phóng Đà Nẵng. Mặc dù trần trừ có vẻ sợ chạm trán quân địch đang phòng thủ trong Đà Nẵng, suy nghĩ chốc lát rồi họ cũng nhận lời: dạ thưa, chúng tôi đưa các ông vào đánh chiếm Đà Nẵng. Đồng chí Phạm Xưởng đứng ra tổ chức thêm một xe hỏa lực nữa. Đi theo đội hình, tất cả có 3 xe hỏa lực. Anh Xưởng và tôi cùng Trương Hồng Anh, mỗi người một xe Jeep. Tiểu đoàn 40 đi cùng trung đoàn phó vào sở chỉ huy quân đoàn 1. Tiểu đoàn 90 vào đến chi khu quận lỵ Hòa Vang và ngã ba Hòa Cầm. Tôi hỏi Thắng: trung tâm huấn luyện Hòa Cầm thế nào? Thắng trả lời: 10 giờ sáng nay, đại tá Bùi Phùng đã gặp binh sĩ, nhân viên và nhân dân, tuyên bố tự do di tản. Sau đó, ông ta lên trực thăng bay về Sơn Trà. Tôi vào quận lỵ Hòa Vang. Trên trời, một chiếc C-130 đang cất cánh. Trung đoàn trưởng ra lệnh bắn máy bay và chỉ thị cho đồng chí Nguyễn Thế Trạch, tiểu đoàn trưởng, mở cửa đánh chiếm sân bay Đà Nẵng. Tiểu đoàn 60 tiếp tục phát triển về hướng ngã ba Huế. Tiểu đoàn 40 vận động đến cầu phía tây bến Đò Su. Ba chiếc xe tăng của địch nổ súng vào đội hình. Hỏa lực DKZ của tiểu đoàn bắn trả quyết liệt. Kẻ địch vẫy cờ trắng xin hàng. 19 giờ ngày 29 tháng 3 năm 1975, tiểu đoàn 40 chiếm được sở chỉ huy quân đoàn 1. Tiểu đoàn 90 làm chủ sân bay. Tiểu đoàn 60 tiến vào tòa thị chính. Các lá cờ của địch bị hạ xuống. Những lá cờ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam phần phật tung bay trước gió. Bên kia sông Hàn, khu kho An Đồn, sân bay nước mặn, cảng nước sâu Sơn Trà, trung đoàn 38, trung đoàn 97 và trung đoàn 2 cũng đã hoàn toàn làm chủ, tiêu diệt các đơn vị địch dồn về đây rất đông để tìm đường tẩu thoát ra biển. Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng. Cùng với lực lượng chủ lực của quân đoàn 2 và bộ đội địa phương, cùng với nhân dân Quảng Đà, sư đoàn 2 bộ binh đã góp phần quan trọng vào chiến dịch giải phóng Đà Nẵng. Trên khắp đường phố, xe tăng, đại bác, xe cơ giới, súng ống các loại của địch vứt bỏ ngổn ngang. Quần áo dã chiến đủ các loại bị lột bỏ từng đống khi tháo chạy. Khí thế chiến thắng hừng hực. Cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, cờ đỏ sao vàng tung bay khắp thành phố. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, đồng chí Võ Chí Công, bí thư khu ủy, đến thăm trung đoàn. Anh Lung và tôi đã đưa đồng chí bí thư đến thăm sư đoàn trưởng Nguyễn Trơn. Anh Trơn báo cáo lại với đồng chí bí thư những công việc sắp tới phải làm và chuẩn bị lên đường hành quân thần tốc cùng các cánh quân tham gia giải phóng Sài Gòn. Qua mấy chục năm chiến đấu trường kỳ gian khổ, cuộc đời của anh Nguyễn Trơn đã trải qua nhiều trận đánh lớn, chiến dịch lớn. Nhưng chiến dịch giải phóng Đà Nẵng lần này
đã để lại cho anh nhiều ấn tượng sâu sắc. Người con thân yêu của mảnh đất Đà Nẵng mấy chục năm trước ra đi tòng quân cũng chỉ mong có ngày được trở về như hôm nay, trực tiếp cùng đồng bào, đồng chí, đồng đội giải phóng quê nhà, quét sạch bè lũ tay sai bán nước. Anh Nguyễn Trơn không chỉ là người chỉ huy thao lược sắc bén, mà trong cuộc sống đời thường còn là một vị chỉ huy mẫu mực, khiêm tốn, được bạn bè và cấp dưới kính trọng, tin yêu, mến mộ. Vì anh không chỉ có sức hút quần chúng, mà còn biết cách vận động quần chúng. Những năm sau 1975, ở các cương vị công tác cao hơn, quan trọng hơn, nghệ thuật quân sự, chỉ đạo tác chiến chiến lược của anh còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm hết sức quý báu. Trong chiến dịch giải phóng Đà Nẵng, tôi có nhiều dịp đi với sư đoàn của anh nhiều ngày, được anh chia ngọt sẻ bùi, học hỏi ở anh được nhiều điều bổ ích để vận dụng trong chiến đấu, huấn luyện sau này. Chính vì vậy, những kỷ niệm về tháng ngày cùng anh tiến về giải phóng Đà Nẵng tôi chẳng bao giờ quên. Nhớ về hai trận đánh Nguyễn Trơn chỉ huy, tác giả Trung tướng Nguyễn Năng. Qua nghiên cứu lại một số trận đánh của tiểu đoàn 90 bộ binh, trung đoàn 1 sư đoàn 2, tôi có thể khẳng định yếu tố của người chỉ huy là vô cùng quan trọng. Trong chiến dịch Ba Gia hè 1965, theo kế hoạch dự kiến, ta sẽ tiêu diệt một đại đội địch đóng giã ngoại ở Diên Niên để khêu ngòi cho chiến dịch. Nhưng gần đến giờ dê thì đại đội địch ở Diên Niên cơ động về núi Tròn, mục tiêu khêu ngòi không còn. Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định sẽ dùng bộ đội địa phương huyện Sơn Tịnh cùng với trinh sát đặc công trung đoàn 1 đánh lực lượng dân vệ ở ấp Phước Lộc và ấp Lộc Thọ, buộc địch ở đây phải kêu cứu và nhất định sẽ có viện binh. Đúng như thế, Nguyễn Văn Ngọc, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 trung đoàn 51 ngụy, là một tên hung hăng, đã ra lệnh pháo binh ở Gò Cao, đồn Ba Gia chi viện và đưa đại đội bộ binh cơ động ở núi Tròn xuống chi viện. Đúng theo kế hoạch đã định, kẻ địch đã chui vào cái bẫy của quân ta. Được lệnh xuất kích, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 90 chỉ cho một đại đội xuất quân đánh giữ chân địch, không tiêu diệt cũng không cho địch chạy thoát, buộc quân địch phải leo thang từng bước vào cứu nguy cho đồng bọn. Đúng như vậy, tên chỉ huy hiếu chiến đã ra lệnh cho pháo bắn mãnh liệt và chỉ để lại một bộ phận nhỏ giữ cứ điểm Gò Cao. Còn chính tên chỉ huy hăng máu này cùng hai tên cố vấn Mỹ dẫn cả tiểu đoàn xuống. Không ngờ cả thầy lẫn tớ đã dấn thân vào nơi tử địa. Kẻ địch có biết đâu, ở phía làng An Thành, xã Tịnh Minh, tiểu đoàn 90 bộ binh của quân ta đã bố trí giấu quân và được sự che chở của nhân dân đã bưng tai bịt mắt, làm cho kẻ địch có mắt như mù, có tai như điếc. Đợi cho quân địch vượt qua khỏi khu vực núi Tròn, quân ta bắt đầu hình thành các mũi tiến công từ phía sau và hai bên sườn, lùa địch vào quyết chiến điểm. Nắm thời cơ, tiểu đoàn trưởng ra lệnh nổ súng tiến công. Toàn đội hình của tiểu đoàn 90 là một tập thể anh hùng, lao thẳng vào đánh chia cắt đội hình quân địch. Quân địch bị đánh bất ngờ từ hai bên sườn, đằng sau, bị chặn đầu, khóa đuôi, không còn đường tẩu thoát. Cả tiểu đoàn địch bị rối loạn ngay từ đầu. Tên đại úy Nguyễn Văn Ngọc và các cố vấn Mỹ như cá nằm trên thớt. Quân ta với thế áp đảo, dũng mãnh xung phong chia cắt địch ra thành từng mảng để tiêu diệt một cách nhanh chóng. Chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, tiểu đoàn 1 trung đoàn 51 đã bị tiêu diệt gọn. Tên tiểu đoàn trưởng bị bắt, cố vấn Mỹ cùng với hàng trăm tên khác bị tiêu diệt và bị thương, nằm ngổn ngang ở cánh đồng Lộc Thọ, Diên Niên, An Thành. Trong đó nhiều tên bị bắt làm tù binh. Nhân dân Tịnh Minh qua một đêm thức trắng giúp đỡ bộ đội và cùng bộ đội chờ địch, với lòng căm thù Mỹ ngụy đã hăng hái xông ra truy bắt tàn quân, thu chiến lợi phẩm, giúp đỡ bộ đội giải quyết hậu chiến, khiêng thương binh. Với trận thắng mở đầu,
của tiểu đoàn 90, tiêu diệt gọn tiểu đoàn 51, uy hiếp đồn Gò Cao, buộc Nguyễn Chánh Thi, tư lệnh vùng 1 chiến thuật, phải vội vã đưa quân ra ứng cứu giải tỏa để cứu nguy. Và chúng cũng không ngờ rằng đây lại chính là thời cơ để ta đánh Việt, tiêu diệt hoàn toàn chiến đoàn gồm 4 tiểu đoàn trong giai đoạn đầu của chiến dịch. Cùng với những trận đánh tiếp theo, chiến thắng Ba Gia là mốc lịch sử đánh dấu sự phá sản hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ Ngụy. Trung đoàn 1 từ đây được mang tên Trung đoàn Ba Gia. Trong chiến dịch Tây Sơn Tịnh năm 1966, đối tượng chủ yếu là thủy quân lục chiến. Sau khi ta đã kéo được quân Mỹ vào khu chiến với chiến thuật trực thăng vận, địch đổ một tiểu đoàn xuống phía tây điểm cao và tiến lên điểm cao 62, bị trung đoàn 21 chặn đánh quyết liệt cũng bằng trực thăng. Chúng đổ tiếp một tiểu đoàn xuống Gò Cao với mục đích đánh vòng về phía nam điểm cao 62 để phá thế bao vây. Nhưng thế trận đã bày sẵn, quân địch vừa đổ xuống Gò Cát tiến lên đồi Chùa, liền bị chốt trên đồi Chùa đánh quyết liệt. Chúng lùi ra, dùng phi pháo đánh dữ dội và tổ chức tấn công nhiều đợt, nhưng cũng không chiếm được đồi Chùa. Nhiều tên địch nằm rên rỉ dưới chân đồi Chùa, còn đại bộ phận cả lính lẫn quan nằm ngổn ngang giữa cánh đồng đông giáp, dưới trời oi bức của vùng nhiệt đới. Thời cơ tiêu diệt tiểu đoàn thủy quân lục chiến này đã tới. Bộ chỉ huy chiến dịch ra lệnh cho trung đoàn Ba Gia xuất kích tiêu diệt cánh quân này bằng chiến thuật vận động tiến công kết hợp chốt để phối hợp với trung đoàn 21. Với tinh thần hiệp đồng chiến đấu, chia lửa với trung đoàn 21, tiểu đoàn 90 bộ binh với khí thế lập công, với sở trường đánh vận động và bằng khẩu hiệu hành động truyền thống, bám thắt lưng địch mà diệt, bất chấp giữa ban ngày và dưới hỏa lực phi pháo địch, cả đội hình tiểu đoàn 90 dưới sự chỉ huy chặt chẽ của tiểu đoàn trưởng đã khôn khéo ngụy trang kín đáo, lợi dụng bụi cây, gò đất, bìa làng, hào giao thông, ấp chiến lược, tiếp cận đến sát cánh đồng đông giáp mà quân địch không hề hay biết gì. Mặt khác, do tiếng rên rỉ của quân lính bị thương ở chân đồi Chùa và tiếng súng nổ ở điểm cao 62 cùng với khí hậu nóng bức làm cho địch ù tai mở mắt. Với phương châm nắm chặt thắt lưng Mỹ mà đánh, cả tiểu đoàn 90 đồng loạt xung phong đánh thẳng vào quân địch ở giữa cánh đồng đông giáp. Ngay từ những loạt đạn đầu của hỏa lực đi cùng kết hợp những quả thủ pháo, lựu đạn, những loạt súng AK bắn găm, bắn gần, áp sát đánh giáp lá cả với địch. Tuy quân địch ngoan cố chống cự, nhưng đội hình bị xen kẽ, rối loạn, phi pháo của địch không phát huy được. Sức mạnh sắt thép, uy lực của Hoa Kỳ cũng không cứu nguy được bọn địch chạy tán loạn. Nhưng chúng chạy đi đâu? Vào làng thì bị du kích đánh. Chạy về điểm cao 62 thì trung đoàn 21 chặn. Chạy lên đồi Chùa thì lực lượng chốt diệt. Cho nên chỉ trong vòng hơn một giờ đồng hồ kịch chiến, ta đã đánh tan tác tiểu đoàn thủy quân lục chiến này. Phối hợp nhịp nhàng với tiểu đoàn 90 trung đoàn 1 và tận dụng thời cơ trận đánh ở Đông Giáp, tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8 thuộc trung đoàn 21 tổ chức xung phong đánh chiếm điểm cao 62 và làm chủ hoàn toàn trận địa. Với âm mưu tấn công tìm diệt, nhưng quân Mỹ đã không thực hiện được kế hoạch hợp vây. Trái lại, bị sư đoàn 2 và lực lượng du kích địa phương đánh cho tơi tả. Kết quả, ta đã đánh thắng liên tiếp, làm thiệt hại nặng nhiều tiểu đoàn địch, thắng lợi giòn giã trong chiến dịch Tây Sơn Tịnh. Cả hai trận chiến đấu ở chiến dịch Ba Gia và trận đồi Chùa trong chiến dịch Tây Sơn Tịnh của tiểu đoàn 90 bộ binh đều do đồng chí Nguyễn Trơn làm tiểu đoàn trưởng và đồng chí Văn Công Bích làm chính trị viên. Để đạt được thắng lợi như trên có nhiều nguyên nhân, nhưng ở đây tôi muốn nêu lên vai trò hết sức quan trọng của người chỉ huy mà đồng chí Nguyễn Trơn là người trực tiếp chỉ huy, luôn nhạy bén, linh hoạt, mưu trí sáng tạo
và dũng cảm kiên quyết triệt để tiến công và chấp hành mệnh lệnh. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.